Cường xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thì hôm nay Cường xin giới thiệu cho quý vị các bạn về kết cấu của cái móng băng. Đây là cái hình dạng mà Cường đã mô phỏng để cho quý vị các bạn là dễ hình dung. Thế còn bên dưới đây, đây chính là cái phần bản vẽ và phần kỹ thuật của cái công trình lần này. Đây là công trình cái móng băng của nhà anh Lưu Văn Phương ở Phổ Yên, Thái Nguyên quý vị các bạn nhé. Thì trong ngày hôm nay Cường cũng có cái công việc ở trên Thái Nguyên nên Cường sẽ vào và Cường làm việc với anh Lưu Văn Phương về cái công trình của nhà anh. Đó, và cái hình thức của nhà anh cũng như là về cái công năng giải pháp về móng cho anh, hướng dẫn thợ cho anh Phương luôn, vì ngày hôm nay Cường có một chuyến công tác ở trên Thái Nguyên, Cường làm 5-6 công trình lần ở trên đấy, thế nên là mình sẽ đi gộp luôn tất cả các gia chủ nhé quý vị các bạn nhé. Những cái công trình nào mà Cường đi thì là Cường phải đi theo cụm thì Cường mới đi được, vì là đối với Cường ấy thì công ty cũng có các anh em đi khảo sát rồi. Thế còn là nếu mà Cường đi thì là Cường phải trực tiếp, mà mình về thì là mình sẽ phải đi khoảng tầm 5-7 công trình liền một lúc ở tại một cái địa phương đấy, thì là Cường sẽ đi như thế. Thế còn đây chính là cái công trình nhà biệt thự 2 tầng ngoại thái mà bên mình đang tư vấn thiết kế cho anh Lưu Văn Phương. Thì các bạn có thể xem qua cái hình thức công trình để áp dụng cho ngôi nhà nhà mình. Các cái hình thức công trình thì đều rất đẹp và căn chỉnh. Về phần công năng thì các bạn đã biết rồi. Đầu tiên để đọc được một cái bản vẽ thì chúng ta cần phải hiểu về công năng. Công năng công trình lần này ấy, thì là với cái tổng diện tích sàn sàn là sàn này, cả sảnh là 165 m2. Và công trình thì bao gồm có đây, tầng 1 thì gồm có hai ngủ và đều có vệ sinh riêng. Đó, đây là khu vực bếp thì có vách kính, có vệ sinh chung. Đây là khu vực phòng khách rất là rộng rãi các bạn nhé. Đây là khu vực phòng ăn. Đó, và chúng ta có một cái lối cầu thang đi lên bên trên. Tất cả cái lối này thì chúng ta làm lên thì là tránh đổ đổ thang ra ngoài, thì là bên mình đang quay thang vào bên trong này các quý các bạn. Khi mà lên trên tầng 2 thì là bên mình đang thiết kế với lại 4 phòng ngủ, thì các bạn có thể thấy được rằng là 3 phòng ngủ ạ. Đây là phòng ngủ 04 này, có vệ sinh riêng, phòng ngủ 05 có vệ sinh riêng. Đó, phòng ngủ 03 cũng có vệ sinh riêng, và có một cái khu vực phòng sinh hoạt chung và một phòng vệ sinh chung. Đây là khu vực phòng thờ. Nếu mà các bạn nào mà muốn biến một cái phòng nào đó trở thành một phòng karaoke cũng được nhé các bạn nhé. Ví dụ như đây phòng sinh hoạt chung thì chúng ta có thể là biến thành phòng karaoke, hoặc là cái khu vực phòng này đó thì chúng ta biến một ngăn lại trở thành phòng karaoke để cho gia đình chúng ta sinh hoạt nó tốt hơn. Thế thì trước khi mà chúng ta quay trở về cái chủ đề chính ngày hôm nay ấy, là chúng ta đọc và hiểu cái video về bản vẽ về cái móng băng của công trình lần này, thì đây chính là cái hình thức mà Cường đã mô phỏng cho quý vị các bạn để quý vị các bạn là hình dung. Thì tiếp theo ấy thì chúng ta cần phải biết trước về công năng và hình thức đã đó, và biết được các cái lưới cột này đã. Ví dụ như là đây chúng ta có các lưới cột này từ 1 2 3 4 5 6 D C B A được chưa? Từ 1 đến 2, từ 2 đến 3, đây là cái lưới này là 4 mét rưỡi này, 3 mét 6, 1 mét 8. Mình bỏ cột này đi. Đó, mình bỏ cột này đi. Thì tất cả những cái này thì khi mà lên tính toán sắt thép hay cốt thép ấy, thì cần phải tính toán hết, chứ không thể nào mà mình cứ thế mình làm mà nó ra được cái công trình được nhé các bạn nhé. Nhất là nó sẽ không ra được, thứ hai là sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho đến kết cấu cấu kiện của công trình, vì khổ độ dầm có khả năng là nó sẽ rất là lớn. Mới hai nữa là trên chúng ta dùng rất là nhiều lực, nên chúng ta có cả một cái đoạn dầm rất là dài như này, hơn 10 mét cơ nhá quý vị các bạn nhé. Thì đấy, thì Cường xin phép là cũng sẽ chia sẻ rất sâu cho quý vị các bạn để quý vị các bạn có thể nắm bắt được và hiểu được. Bây giờ thì Cường xin phép là đi vào cái chủ đề ngày hôm nay nhé các bạn nhé. Tất cả các cái phần bản vẽ về kết cấu thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái phần liên quan đến tính toán sắt thép và ghi chú chung. Thì những cái phần này thì các bác thợ nên xem, nên đọc để áp dụng cho ngôi nhà nhà mình nó tốt hơn, từ dầm phụ, dầm treo vân vân, hay là các cái bảng để nối sắt như thế nào đều có hết ở trên này đấy. Thì các bạn cứ xem là các bạn làm được rồi, hay là gia cường sắt thép ở những cái mái chéo hay sao nên những cái ghi chú chung thôi, còn trên bản vẽ nó sẽ có đầy đủ hết nhé các bạn nhé. Cường xin phép là sẽ đi vào cái công trình lần này luôn. Đầu tiên ý, thì là chúng ta cần phải xác định được cái lưới cột kiến trúc đó, và lưới cột của một cái gian nhà này đó để chúng ta làm. Thế thì bây giờ thì là mình đã chia cái toàn bộ các cái phần lưới này ra, này lưới 3 mét, cái lưới của khu vực cái bảng dầm này, để làm sao để
để khi mà lên thì nó sẽ chịu được các cái tải trọng của công trình nhé các bạn nhé. Ở đó thì đây chính là các cái đầu cột này. Đó, còn đây chính là các cái móng MB1, MB11, MB11 này, MB4, MB5, MB10 này, MB3 này, MB7 này, MB8, MB2. Thì cái hình thức của các cái MB đấy là nó như thế này này. Đó. Thì các bạn nào mà đi thi công nhiều rồi thì các bạn đã biết được. Đấy, ví dụ đây là MB1, đây là MB11. Đó là cường năng mô phỏng ở đây. Đó, cường thì có rất là nhiều các công trình ở trên khắp đất nước. À, như các bạn nhé, mỗi một lần mình đi gần như là dạng nó đúng hơn là đi thị sát chung thì là mình đi mấy công trình liền thì mình mới có thời gian để mình đi được. Đó, thì khi mà chúng ta làm cái móng này ấy, đối với nhà này thì là đa phần là dầm nó nằm giữa cái của cái móng, gọi là móng nó sẽ cân, nó không bị lệch nha các bạn nhé. Đây là móng cân này. Đó, thế thì đây chính là cái dầm, dầm nằm trong này. Và chúng ta sẽ giải sắt như thế nào thì Cường xin phép là chia sẻ sau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có là MB11, MB9 này. Đó, thì ví dụ nhé, đọc một bản vẽ thì chúng ta sẽ biết được rằng à, chúng ta có bao nhiêu cái MB1, bao nhiêu cái MB10, bao nhiêu cái MB9, bao nhiêu cái MB8 và bao nhiêu cái MB6, MB7. Đó, chúng ta sẽ biết được hết. Và tiếp theo chúng ta sẽ biết được cái mặt bằng mà chúng ta định vị cái cột này chúng ta. Ok, định vị cột là gì? Nghĩa là khi mà chúng ta xác định để lên được cái công trình, lên được một ngôi nhà nó đúng thì chúng ta cần phải xác định được cái định vị cột này. Hôm nay ấy, thì Cường lên Cường sẽ xem cái móng của nhà anh này, định hướng cho thợ là à, hôm nay mình phải rắc móng là bao nhiêu. Ví dụ như từ đây đến đây là mình làm là có hai cột là 36. Hai cột 36, đây từ đây đến đây là một cột lưới 1m8. Và khoảng cách từ đây đến đây là bao nhiêu? Đấy thì để chúng ta là cắm cái tim, sau đó thì chúng ta sẽ rắc các cái giải móng theo các cái hình đấy. Đó, thì cái cột CC1 này, tất cả các cái cột này mình đang làm đây là đều là cột 300. Nhưng các bạn nhé, đối với những nhà tầng mà khổ độ rất là lớn như này thì đều là phải làm cột là cột ít nhất là cột 300. Đó, còn lên trên tầng thì chúng ta có thể là xử lý bằng cột nó nhỏ hơn. Đúng không ạ? Đấy, thì tiếp theo ấy, thì chúng ta sẽ có những cái cột quan trọng chúng ta cần phải để ý những ký hiệu như này. Của CC1, 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 CC1. Và toàn bộ các hệ cột C2. Đó. Được chưa? 190 này, tính từ tim ra 190. Đấy, nhé các bạn nhé. Và các cột thường là cột CC1 là cột 300. Những cái cột mà C2 này này, đó thì là nó sẽ kích thước nó sẽ lớn hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái mặt bằng răng chống thấm, chống móng, răng móng. Thì cái mặt bằng đấy là cái mặt bằng nào? Sau khi mà chúng ta hoàn thiện được cái móng này, chúng ta giải sắt xong, giải lớp dưới này, à đầu tiên ấy, thì các bạn biết các bước thi công rồi đúng không ạ? Thì tẹo nó Cường xin phép chia sẻ sau. Thì chúng ta đến là chúng ta đổ cái này lên. Thì đây chính là cái răng móng này. Đó, đây là cái răng móng. Và cái này trên này là cái răng móng, đây là cái tường móng, đây là cái răng móng này. Cái màu hường hường này, đó gọi là cái răng móng nhé các bạn nhé. Thì răng móng nó có công dụng gì? Là để chống thấm. Nên là các bạn là phải đồ làm theo đúng bản vẽ kỹ thuật các bạn nhé. Thế còn MT là gì? MT là tường móng. Đó, tất cả những cái tường móng đây, đây người ta gọi là tường móng này. Đó, thì xây trên cái đài móng này. MB là cái này, MT là cái này, răng móng là cái này này. Đó, răng móng. Thế còn những cái mà như dầm móng là cái này, là những cái mà chúng ta sẽ nói đến ở ở những cái phần. Ví dụ đây là cái dầm, dầm để chúng ta đổ để chúng ta làm cái thang, dầm chân thang ở đây. Hay là chúng ta sẽ có những cái dầm để chúng ta làm cái tường vệ sinh, đấy là cái tường móng. Thế còn chúng ta sẽ có thêm ở đây, đó chính là các phần bản vẽ liên quan đến phần kỹ thuật về một cái móng, đây người ta gọi là móng băng. Thì trước khi mà chúng ta hiểu về móng băng này thì chúng ta cần phải hiểu về các bước thi công nhé các bạn nhé. Các bạn đã biết rồi, lúc nãy Cường đã chia sẻ và giải thích rất rõ thì các bước thi công là như nào. Đây, ở trên cái bản vẽ này này, bây giờ là Cường là 8 giờ là Cường bắt đầu đi về Thái Nguyên rồi. Thế nên là Cường sẽ cố gắng là chia sẻ cái video này sớm. Thứ nhất là để cho bạn nào biết thì các bạn có thể áp dụng. Thứ hai nữa là mình làm như này thì nếu mà thợ mà có xem ấy, thì là thợ cũng sẽ biết được. Thế các bạn nhé, đầu tiên là chúng ta sẽ phải định vị cái tim cột. Đó, như lúc nãy Cường nó nói, bước 1 định vị tim cột. Bước 2 là xử lý sạch cái nền. Bước 3 là chúng ta cần phải đổ bê tông lót. Đó, thứ 4 là xây tường bê tông lót, xong rồi xây cái tường be này,
xây tường be. Để làm gì ạ? Bê tông lót và cái tường be này có công dụng là tránh thoát nước của cái đài móng này. Đấy, của cái đài móng này. Và thứ hai nữa là bê tông lót và cái giải gạch và giải thêm một lớp bê tông lót ấy, thì nó sẽ có nhiều cái công dụng là chống oxy hóa, ăn mòn cấu kiện. Đấy là cái công dụng của cái bê tông lót. Và chúng ta cần phải tiếp theo là cái bước giải sắt. Thì trên cái bản vẽ thì chúng ta có ngay cái phần bản vẽ đây, các bạn sẽ để ý cho Cường. Đó, ví dụ như là dầm thì chúng ta là 3:18 trên 3:18 dưới, giữa là phi 6A150. Đấy, ở hai cạnh giữa kẹp sườn đây là phi hai cái phi 18. Đấy, thì cái dầm móng này đầu tiên thì chúng ta cần phải giải móng, tức là xong cái bước này rồi thì chúng ta giải móng, thì đây chính là cái phi bao nhiêu ạ? Phi 14. 14A150. Chúng ta giải trước nhé các bạn nhé. Và hai nữa là chúng ta sẽ có tiếp theo đây là cái phi 12A150. Chúng ta giải sau. Đấy, cái bước 1 là như này. Đây là cái bê tông lót này. Bê tông lót. Đó. Và đây bước 1 là bê tông lót này. Bước 2 là giải cái sắt phi 14 này. Thì trên này chúng ta sẽ có những cái khoảng cách của các cái đài móng, ví dụ như cái đài móng này là 1 mét. Đấy, thì chúng ta cắt là bao nhiêu? 950 nhé các bạn nhé, gần 1 mét. Thế còn nếu mà đây là cái móng 1m3 thì chúng ta cắt là bao nhiêu? Trừ đi 50 phân, 1250. Đó, đúng không ạ? Hai nữa là cái phi 12A150 này chúng ta giải lên thứ hai. Và đây là cái dầm thì chúng ta có cái dầm trên này, ba cái trên này chúng ta sử dụng, đây là ba cái phi 18, đúng không ạ? Ba cái dưới là ba cây phi 18. Kẹp sườn này chúng ta có thể sử dụng 16 đến 18 đều được các bạn nhé. Đó, thì chúng ta sẽ có thêm hai cây kẹp sườn là phi 18 hoặc là 16. Các cái thanh đai này là chúng ta sử dụng là phi 6A150. Các cái khoảng ở gần cuối cái dầm này thì chúng ta cần phải làm 100 thôi. Đó, thì trên bản vẽ kết cấu này chúng ta sẽ có hết tất cả những cái cấu kiện hay là những cái ghi chú rất rõ ràng như này, thợ sẽ không thể nào làm sai được. Và chúng ta sẽ có thêm ở đây, đó chính là các cái thống kê liên quan đến cái thép, những cái cột, đúng rồi, cứ nói là các cột CC1, CC2, đấy là các cái thống kê của từng cái cốt thép đấy. Hay là chúng ta sẽ có là các cái dầm vệ sinh, đó, dầm vệ sinh là ở cái phần mà đây, đó chính là những cái dầm này, dầm vệ sinh và những cái dầm này, đấy, đây là những cái cấu kiện DV dầm vệ sinh 3, đó, DV vệ sinh 3, DV vệ sinh 4, đó, thì tất cả này nó có hết, DV vệ sinh 4 là cái dầm này, kích thước nó đang rơi là 36-30, đấy cái dầm này, đó, ở đây cái dầm D4 đây, đó. Thì cái này là bên mình sẽ tính toán rất kỹ cho quý các bạn để quý các bạn là có cái công trình nó tốt, và các cái bảng thống kê liên quan đến cái cốt thép của cái công trình các bạn nhé. Đấy, và dựa tất cả những cái phần phần này Cường đã chia sẻ và đã ghi chú rất rõ cho đây rồi, mô phỏng ở đây cho các bạn rồi. Thì Cường chỉ hướng dẫn sơ bộ trước cho các bạn thôi, còn là trong quá trình làm việc thì Cường sẽ chia sẻ nó rất sâu. Nhưng là bạn nào mà đang xem kênh của Cường thì các bạn giúp mình nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào chuông. Mỗi khi mà Cường xuất bản video thì quý các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất các bạn nhé. Và bạn nào có nhu cầu mà thiết kế những công trình đẹp như những công trình nhà vườn, mái Nhật, mái Thái, biệt thự Tân Cổ hay là vân vân, resort, khách sạn thì các bạn hãy liên hệ ngay với Cường để Cường có thể là sẽ giúp cho quý các bạn có được cái công trình nó tốt nhất, chất lượng nhất. Cường chỉ muốn chia sẻ những cái kiến thức cũng như là cái giá trị sẽ được lan tỏa rộng hơn. Thế nên là các bạn hãy ủng hộ Cường. Cường xin cảm ơn các bạn. Xin chào và quý các bạn trong những video tiếp theo.